Đây, mới sáng sớm thực sự với canh là em không muốn làm cái điều này đâu ạ. Nhưng mà em vẫn phải làm thôi. Đấy thì cái cục ở trước mặt mọi người đang là một cái cục công suất của Bioner. Cục này thì hôm trước em quay lên rất nhiều bác khách hỏi. Nhưng mà lúc đấy thì hiện tại thì nhà em có một cục thôi. Có bác khách bác đã chuyển qua cọc rồi. Bác chuyển cọc ở là 300 nghìn. Đấy. Nhưng mà xong nhà em thì khách để lâu ở cửa hàng thì cũng sốt ruột, lúc nào cũng bảo là gọi điện lại bảo anh có đã nhận hàng được chưa để nhà em gửi hàng rồi hay thế nào đấy. Xong cuối cùng thì khách bảo là thôi anh có việc bận bây giờ anh không lấy được nữa. Đấy thì coi như là anh mất cọc. Đấy các bác thấy không? Đấy cứ cái hàng hot thì khách đấy, mà trong khi đấy nhá, khách đã cọc rồi, cọc là chắc chắn rồi đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khách thì cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau thì không thể nào mà nói trước được. Em thật với các bác là như thế, nhiều lúc thì mình có việc bận. Giống như hôm trước có anh khách đặt cọc hẳn nhà em 1 triệu đồng nha các bác nhá. 1 triệu nó cũng không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà anh bảo là xong bây giờ nhà anh có người nhà nằm bệnh viện, bây giờ khả năng của anh lại cũng không thể nào mấy được. Ôi lúc đấy nhà em cũng khó nghĩ nhưng mà bây giờ thì biết làm thế nào. Thế là thôi nhà em cũng lại chuyển luôn cọc đấy cho khách hàng tiếp theo. Đấy các anh thấy không? Đấy thế nên là nhà em không phải làm khó khách hàng mà lúc nào cũng muốn là khách hàng để chắc chắn lấy hàng thôi. Đấy. Thì cái cục công suất Bioner có mã là B330 này nhá. Cục này thì em thật mọi người nó quá là chất luôn rồi. Này hình thức của cục đấy em sẽ quay lại một chút để cho bác nào mà hôm trước mà không xem được video này hoặc là mình xem qua rồi nhưng mình chưa để ý lắm. Đây phía đằng sau của nó đây. Được chưa? Jack kết nối loa này. Cổng nghe nhạc qua điện thoại máy tính em đang kết nối ở đây. Có cả cổng ra nhé, đây là cổng vào, còn bên này thì sẽ là cổng out, cổng ra ấy ạ. Đài AM, FM, được chưa? Đấy. Pioneer P330. Sử dụng điện 100V, công suất của cục là 75W nha các bác nhé. Đấy. Đây, hình thức của cục mặt đằng trước đây. Mô phỏng theo kiểu hai thớt cho mọi người nhìn cực kỳ sang trọng luôn. Em không biết đâu cả nhưng các bác nhìn thấy ê quai của nó nhảy nhảy điên đảo lên này. Đây, sau đây em sẽ mở nhạc để test luôn cho mọi người nhé. Ở đây thì sẽ bao gồm nút nguồn này, nút này nút function. Đây mọi người sẽ ấn cho em các cổng. Đấy, ở đây thì em đang để cổng điện thoại thì sẽ là cổng đáp video nhé. Đây có chỉnh bass này. Đấy mọi người thấy không? Bass luôn. Chiều chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu khi lúa mùa có đồng thơm bông. Buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay số lòng mà bay. Ai nghe tai trên đồng đang gánh từng bụi lúa thương. Anh thương em chế độ điều chỉnh ấy quay cho mọi người nhá. Đây giả sử đây ở đây thì sẽ có đây live này, được chưa? Chế độ live này, đấy, head này, clear này, disco này, đấy rất nhiều các chế độ để các bác có thể thưởng thức các bản nhạc khác nhau. Ngoài cái chế độ ba bốn chế độ vừa rồi ra đấy, gồm có disco hai live ra thì các bác có thể sử dụng là điều chỉnh EQ khác nhau. Mọi người ấn trên cái nút ở trên này. Đây nó có cái nút SFC này. Đấy, GEQ này mọi người ấn vào đây. Được chưa? Và các bác sẽ điều chỉnh cho em cái nút ở đây. Đấy, mọi người muốn nghe nhiều thì giảm tép này. Đấy, các bác thấy giảm tép nghe tiếng khác không ạ? Em tăng chạy tép này. Đấy. Mọi người thấy tép lên hẳn đúng không ạ? Giảm tép này. Đấy, nghe tiếng rất là bí khi không có tép đúng không ạ? Đấy, và mình sẽ điều chỉnh ở đây nhá.
Đây nó sẽ có 5 giải này. Giải 100 này, 330, 1K, 2,3K và 10K. Đấy, thì 3,3K và 10K là giải tép nhá. Đây, đây em sẽ tăng tép lên này. Đấy, tép lên này, được chưa? Đấy, và mọi người sẽ di chuyển cho em nút bên này. Đấy, di chuyển sang giảm bát này. Đấy, mọi người thấy không? Không có tiếng bát đúng không ạ? Đấy, tăng lại bát này. Đấy, đấy là cách mà điều chỉnh EQ theo cái chế độ của mình. Còn nếu các bác không muốn thì các bác có thể ấn lại chế độ này và điều chỉnh theo các chế độ như là Test này, Line này, Disco. Đấy, được chưa? Đấy, có hai chế độ điều chỉnh EQ cho mình luôn nhá. Đấy, thế nên là cái cục này nó rất là hot. Như hôm trước em đã giới thiệu rồi, rất nhiều bác khách gọi điện qua, nhưng mà có một cục thôi, mà trong khi đấy khách đã đặt cọc rồi, thế nên là không thể nhận của khách khác được. Đấy, thì hôm nay cũng có cái cơ duyên gì đấy thì thôi dành tặng luôn cái suất này cho bác khách hàng may mắn tiếp theo nhá. Hôm trước để mà mua cục này thì mọi người sẽ phải bỏ ra là 1.350.000. Hôm nay thì được trừ luôn 50.000 của khách cọc rồi, 300.000 của khách cọc rồi, thì hiện tại cục này sẽ là 1.050.000 cho mọi người nhá. Quá rẻ cho một cục công suất hàng nội địa Nhật mà chỉnh EQ này mọi người ạ. Bình thường công suất nhà em không thiếu, em thật mọi người đầy luôn, đầy cả một nhà, loại gì cũng có. Đấy, nhưng mà công suất mà có điều chỉnh EQ thì nó cũng chỉ có chế độ như kiểu là các bác vừa xem đúng không ạ, có chế độ như sẵn như Disco 2 hoặc là Health hoặc là Line như thế này. Nhưng mà để điều chỉnh được các cái giải tương ứng như thế này thì rất là ít. Đấy, ra hai giải đầu thì sẽ là bass, giải giữa là trung và hai giải sau thì sẽ là tép. Đấy, mình muốn nghe ở trung cao hoặc là tép cao thì mình chỉnh lên. Đấy, bass cao thì mình chỉnh. Đấy, tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình đúng không ạ? Quá tiện đúng không? Đấy, bác nào lấy thì báo em, số điện thoại bên em là 0966 594 581 nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.